kết hợp với lại màu. Màu nâu rồi. Không biết là trên màn hình của các bạn có nhìn rõ không nhỉ? Và nhà có kết hợp khoảng 3 màu. Màu đen, màu đỏ và màu vàng. Ba màu này thì chúng ta sẽ có được cho ra được màu nâu thì tùy vào cái tỷ lệ của ba cái màu này mà chúng ta sẽ có được ra được ba cái màu nâu, nâu đỏ mới lại nâu cháy và nâu đen nhé. Đây là được nâu nâu đen này, nâu cháy này, nâu sậm này, nâu đỏ này. Đó, thứ ba cái màu vàng, đỏ, đen thì ta sẽ được ba cái màu nâu như thế nhá. Đấy là một cách nhá. Còn bây giờ cách thứ hai là ta sẽ dùng cái màu xanh như này. Cũng vẫn là màu đỏ thôi. Okay. Mình cứ kết hợp hai màu đỏ với màu xanh lam này trước nhé. Ở đây thì một xanh và hai màu đỏ, chúng ta tăng tỷ lệ dần dần lên. Thank you.
Đây, ở đây chúng ta sẽ có được 3 màu nâu tím này, nâu ánh tím này. Đó. Kết hợp một chút bằng đất này. Đó, việc kết hợp bằng đất thì chúng ta lại có thêm được 3 cái hệ màu nữa, màu nâu nữa. Chúng ta vì cái màu đất là nó khá là mạnh nên chúng ta sẽ ít thôi. Đó, vậy như vậy là chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 màu nâu hệ mà nó khác nhau. Đấy, lúc vừa rồi mình mới bằng việc kết hợp giữa màu đen này, màu đỏ này và màu vàng. Cái màu vàng thì các bạn có thể chọn một trong hai màu vàng này nhé. Như cái video hôm nay thì mình chọn cái màu vàng này, thì các bạn về các bạn cứ thử chọn cái màu vàng này thay cho màu vàng này nhé. Thì đó, khi
mình có ba cái màu, màu vàng, màu đỏ và màu đen, thì chúng ta sẽ có được ba cái màu nâu ở trên này, được chưa? Đó. Và chúng ta có vàng, lam, đỏ thì chúng ta có được ba cái màu nâu này. Đó. Và cuối cùng thì chúng ta kết hợp với lại màu vàng đất. Vàng đất này thì chúng ta sẽ có được thêm 6 màu nữa, là ba cái màu, một màu này, màu này, màu này và ba màu bên dưới là của nó. Như vậy thì chúng ta sẽ tạo được ra 12 màu nâu khác nhau. Ngoài ra nếu mà các bạn chết, vẽ hơi qua tay. Đó. Thì chúng ta sẽ có được cái các cái hệ khác của màu nâu bằng việc kết hợp với màu trắng. Đấy, khi mình kết hợp thêm màu trắng thì chúng ta sẽ có được cái hệ màu nâu chuyển của nó đi. Chuyển màu của nó. Okay, video của mình hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Một sau mình sẽ có những cảm ơn và xin chào các bạn nhé. Còn nếu mà các bạn có cách pha nào khác thì hãy comment ở bên dưới bình luận để cho các bạn khác biết nhé. Ok, xin chào tất cả mọi người nhé.